Hello và xin chào mừng tất cả bạn đã cùng quay trở lại với kênh của tôi nha. Thì đợt update lần này chúng ta có hai cái súng VIP mới các bạn ạ. 3Z VIP và cây WBZ 03 VIP. Hôm nay tôi sẽ gọi là test con hàng WBZ trước đấy. Còn cây con hàng 3Z tôi sẽ test sau. Nhưng mà tình hình là hôm nay khá là nhiều hack các bạn ơi. Dạo này đột kích tàu khửa hack còn dữ hơn ở Việt Nam nữa. Không đường nào thở được luôn. Hồi sáng giờ tôi chơi 5-7 trận rồi. Trận nào cũng gặp hack rồi, không quay được cái clip nào cả. Toàn là nó hack bay, hack xuyên tường. Khổ thế. Hôm qua tụi nó còn gà chưa biết chơi chứ hôm nay tụi nó khôn quá rồi các bạn ơi. Toàn là chơi tia chớp quăng lựu đạn thôi anh em, đứng mấy cái chỗ nên lui về sau một chút nha. Đấy, cẩn thận nó quăng bom. Trời ơi, xém chết. Nó canh mình đang nhảy á, mấy bạn đang nhảy là nó sẽ quăng cái bom, anh em sẽ bị rớt xuống dưới. Đấy, nên anh em phải rất là tỉnh. Đấy, tôi nhá hàng tôi không nhảy các bạn à. tỉnh lắm. Tia chớp nhiều lắm các bạn ơi, dạo này không hiểu sao chúng nó có tia chớp lại súng VIP nhiều thế. Đâu đột kích nó tặng Vicoin cho xài thử súng VIP thì phải. Con hàng này mình đánh giá nó là chẳng khác gì con hàng gọi là camo mà anh em hay bắn ấy. Anh em mà bắn trong chế độ AI thì phải, nó có tặng cái này nè. Rồi bắn tàu lao thì chứ súng VIP mà chả có chức năng đặc biệt gì cả. Ngoài nó gắn con búp bê trên cái súng thì nó chả có cái chức năng gì hết các bạn ơi. Trời ơi, đúng là hàng phế thải thật, chả biết làm để làm gì. Ui cái gì đấy, nó hát bay kìa. Trời ơi. Thằng kia đang đứng im đâu nó bay. Trời ơi, nó bắn chết luôn kìa. Thôi, giọt gấp anh em ơi. Giọt gấp các bạn ơi, hát không mình chơi cái gì. Ui rồi, tia chớp đen nó quăng bom. Anh em đỡ không kịp luôn ấy. Rồi, tôi sẽ nhảy, cố gắng nhảy không để rớt nè. Nhiều anh em comment nhảy ngu, bị kẹt các kiểu, không phải đâu bạn ơi. Thì cái map này chỉ là server test thôi nên nó hay bị lỗi. Nó hay bị kẹt các kiểu này, chứ lại pin nó cũng lag nữa. Đấy, đâu phải chơi mượt mà giống như anh em chơi ở server gốc đâu. Chơi server test nó vậy thôi anh em. Trời ơi, xem rớt luôn kìa. Thôi ơi, đông thế. Ui, hắc này, ui trời ơi, mày nó hắc. Trời ơi, tôi đã bảo rồi. Hắc, không nơi nào hắc nhiều bằng cái chế độ bắt cua và chế độ zombie. Mày nó hắc mà nó đón đầu tôi à. Khổ thế. Bay hắc đón đầu. Thôi tôi cũng lại bạn luôn. Rồi tiếp tục thôi các bạn ơi. Lại về lại cái máng lợn đặt bom. Về lại cái máng lợn C4 như ngày nào các bạn. Tôi đã sợ lắm cái chế độ là zombie với chế độ bắt cua này. Hắc tràn lan. Hắc còn ác hơn ở Việt Nam nữa các bạn à. Ở Việt Nam chúng ta hắc gọi là bay. Nó hay gọi là bị nghi vấn hắc á. Trời, còn bên tàu khửa nó hắc nó độn thổ rồi. Nó bay rồi. Tôn ngộ không rồi, xa ngộ tỉnh bay tùa lưa. Anh thợ hồ được tặng cây gọi là 3Z VIP với lại cây WBZ VIP các bạn à. Trời ơi, nó mừng đừng hỏi luôn. Trời ơi, tôi thấy hay. Tự nhiên bật kho đồ lên có hai cái súng VIP. Trời ơi, mừng quá. Tính vô làm cái clip mẹ nó hắt từ lưa. Làm tôi không chơi được cái gì cả. Rầu thiệt đó chứ. Kho đồ còn mười mấy nghìn Bitcoin, chả biết làm gì các bạn ơi. Tiền trong game chả biết làm gì cả. Đổi ra mà tiền ngoài được cũng đỡ. Thì mấy cái tiền này đa số được mấy gọi là te ken nó tặng cho xài thử các bạn ơi. Chứ tôi đâu rảnh mà nạp đấy, mười mấy triệu để bố mày mua xe sướng hơn không. Rảnh đâu nạp vào game. Trời ơi, ăn kêu nốc của thằng kia. Thì hôm nay tôi mang theo con hàng là AK47 blue kết hợp theo cây D blue luôn, ấy full set luôn. Nhưng mà rất tiếc là không có con dao blue, đành mang theo con hàng là móng vuốt chao. À thấy, đi chém lộ mà con móng vuốt chao nó mới giữ nè các bạn ơi. Đó này thằng này nè. Lấy hàng ra nè bạn ơi, lấy hàng ra. Múc nó. Để tôi. Múc. Trời ơi, các bạn đã thấy gì chưa? Móng vuốt gõ chết người. Nó xài con DX mà tôi không sợ. Đấy, các bạn thấy sự khác biệt giữa cái đẳng cấp chơi C4 chưa? C4 qua chơi Zom nó hơi ngu người, nhưng mà về lại đúng với lại chế độ đặt bom của tôi, không ai có thể đỡ được. Mặc dù bắn AK rất gà, nhưng mà tôi, các bạn yên tâm, với cái khả năng là sờ kêu là vũ trụ ấy. Nhiều khi các bạn cứ comment anh review súng toàn chơi dao, súng bắn giật như trâu, lấy dao ra múc nhiều khi còn ăn hơn nhiều kêu hơn. Đấy này, coi đấm mồm nè, đấy một viên one hit one kill hit rồi. Mày trời ơi, súng này mượt đấy. Con này mà nhanh như cây Ares thì ngon nha. Tốc độ nó hơi chậm một tí các bạn ơi, gạt đại nó cũng hơi chậm đấy, nhanh như mấy con cái dòng Ares ấy thì ngon. Ủa,
抱手求我的漂牌。哇，con nhân vật này nói chuyện hay thế. Con nhân vật này, con game à các bạn ơi. Mấy bữa tôi cũng chơi con này rồi, tôi không nghe nó chơi con radio này nhỉ. Hôm nay lâu lâu gắn nó lại, nó nói tiếng lạ quá. Đù, nó mới xúc tôi 30 máu, chạy đâu nhanh thế. Tôi vừa nghe tiếng nó đây mới chạy đúng nhanh luôn các bạn ơi. Không thấy đâu luôn nha, đừng nói trong chế độ này cũng có hack speed nha. Sợ lắm rồi đấy. TMB nè, ghét nhất mấy thằng chơi TMB. Thằng thanh niên kia đứng full hoa, chết luôn rồi. Thôi đứng full hoa làm gì rồi chết. Full hoa rồi, hồi TMB mắc quỷ nữa. Rồi bắn TMB báu vật tôi đã chịu không nổi rồi, bắn TMB mắc quỷ. Yếu rồi bạn ơi, xúc nó. Thôi trời, bắn gì đấy. Hồi 2 đánh 1 không chột cũng què mà. Mà 2 đánh 1 bị nó hành cho sắp mất lời. Tôi đã bắn yếu rồi đấy, chứ may mà tôi chưa bắn yếu thôi, ông chả làm được gì cả. Bên tàu khửa nó không kỳ thị TMB giống như ở Việt Nam các bạn ơi. Nhưng mà chúng ta chơi TMB nhiều quá đâm ra lại không vui. Hải Phòng tự nhiên 3-4 thằng cầm TMB mạnh quá, mạnh luôn rồi. Gặp tôi cầm cây này nữa chứ không đỡ được. Giao cho tôi cây Transformer thì may ra còn gỡ gạt lại được chút. Cứ chơi mấy cây này thôi. Khấm lắm. Hàng AK-47 mà. Với cái khả năng gọi là giật tung nóc nhà của con hàng này thì các bạn biết rồi đấy. Chúng ta phải đấm mồm. Bắn từ lưa hết sọc vang. Khổ nhè. Đù tôi nghe tôi... Chèo máy. Bà Z bên đây đông nha. Thôi làng sương khói phôi phai núp. Văng bông tráng nữa, ghê đấy. Trời cái gì đây? Gì đây? Holy shit. Ủa thằng này phá đám nè. Thôi phá đám, để tôi ngồi. Tào lao rồi. Cái gì nữa đây? múc nè. Trời ơi. Lại cái ông ngồi súng nhắm mà đồng đội nó chết ngay sau lưng mà không biết cái gì. Thánh ăn loại chuối gì em cúng luôn. Map này ở Việt Nam cũng có nè, nhưng mà mình rất ít thấy các bạn chơi các bạn ơi. Hãy chúng ta chơi nhiều lên, mới chơi đa dạng lên, các ông cứ chơi 5 map chính. Hãy làm như mấy ông bắn giải vậy, mày bắn thì như lợn, mày cứ bắn 5 map chính rồi bắn CSM. Cả team chúng ta cùng thay cái bản tên nhé. Trời ơi. Ủa đó mình đừng có núp chung. Đã mang cánh thôi còn núp chung cho nó lòi. Mấy thằng ngu này. Tôi qua đây núp các bạn ơi. Nó núp rồi nó còn mang thêm cái cánh cho nó dịnh cái cánh lên cho thấy nó bắn thấy cụ luôn. Mình núp chung với mấy thằng này dễ chết lắm các bạn ơi. Ôi nó vào kìa. Thôi nó vào đông nha. Bắn đi. Trời bắn súng hoa, bắn tào lao gì đấy, bắn cha chúng gì thế. Trời ơi ông này bắn 3 viên mới chết à. Ủa nó đông kìa. Trời ơi. Rõ ràng tôi đã chui vào tường rồi nhưng mà nó vẫn bắn chúng kìa. Hư cấu thật, hồi nó xiên chết nữa. Tôi đã chui vào trong sâu cái tường rồi nó vẫn chết. Đúng là giang hồ hiểm ác không bằng là pin giật bất thường. Cụ mẹ FPT. Trong này dùng FPT mạng giật các bạn ơi. Qua bên tàu khựa pin nhiều khi nó nhảy xuống rồi. Pin có 1-2 mà chơi nó vẫn bị giật nha. Trời chứ bom nổ phát đứng mẹ máy luôn. Làm mít phát nữa các bạn nha. Tôi hay đánh mít lắm nhưng mà đánh mít lâu chúng ta đánh lần thôi. Chứ toàn súng nhắm không mà khó lắm. Đi móc hả? Móc mà. Được rồi, mấy nhau cứu nhau nè. Gọi tên em trong đêm hả? Rồi. Để đó chứ, đừng vội. Trời chết rồi, cứu tôi. Vô trong sâu cứu. Trời chết bây giờ. Có đứa đi móc các bạn ơi. Mấy thằng này đi mà không bao giờ canh sau lưng cả, để tôi canh cho các bạn, cứ ép nó đi, tôi canh sau lưng cho. Được rồi. Đấy, tôi nghe tiếng pháo hoa rồi mà. Có đứa có hàng đằng sau. Đùa hoài. Xin mời gọi là thí sinh tiếp theo. Vào tôi làm cái multi nào, cầm AK ngứa tay lắm rồi, không multi được cái nào. Nào ra đây nào. Trời ơi, không có ai hết, đúng là tí tôi vang rừng núi mà. Trời ơi chết. Trời ơi. Vừa ra vang rừng núi có thằng trả lời liền các bạn ơi. Thôi chắc tôi cũng tạm dừng tại đây thôi. Các bạn đừng quên để lại một like để ủng hộ tôi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Chào mọi người nha.